nắng thì còn có chỗ mà ở. Mưa là nhiều lúc là không có chỗ mà ở đấy, nó mưa quá to là ướt. Mong ước là có một căn nhà để mà che mưa, che nắng. Tuổi đã cao, sức khỏe lại yếu, công việc không ổn định. Cuộc sống vất vả, nhọc nhằn là vậy. Nên ước mơ về một căn nhà vững chãi để tránh mưa, tránh gió. Với vợ chồng ông Hà Công Can và bà Bùi Thị Hòa, chỉ dừng lại trong suy nghĩ. Nhưng niềm vui đã đến khi gia đình ông bà được Viện Thuốc Phóng Thuốc Nổ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Số tiền 60 triệu đồng dù chưa đủ nhưng cũng góp phần lớn để gia đình ông bà có một căn nhà mới kiên cố hơn. Cùng chung niềm vui như gia đình ông Can bà Hòa, năm vừa qua gần 10.000 hộ gia đình đã được sống trong những căn nhà mới kiên cố an toàn nhờ chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát động. Dự kiến đến ngày 22 tháng 12 tới đây, toàn quân sẽ hoàn thiện khánh thành 11.250 căn nhà, trong đó có hơn 9.400 nhà đại đoàn kết. Một bộ đội, một ủy ban xã soi. Tôi là người khuyết tật, sức khỏe yếu, việc trang trải cuộc sống hàng ngày đã khó khăn rồi, chứ đừng nói đến việc xây nhà. Cảm ơn bộ đội nhiều lắm, nhờ bộ đội mà có căn nhà mới. Giờ cả nhà lo làm ăn để bớt khổ. Việc xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội là hoạt động dân vận thường xuyên của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Nhưng năm nay, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, các cơ quan đơn vị nỗ lực cao nhất dành nhiều nguồn lực cho hoạt động ý nghĩa này. Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn cái hoạt động này thông qua các cái mô hình như là Tết Quân dân và Tết Quân dân trong đồng bào dân tộc Khmer. Các cơ quan đơn vị đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương vận động hỗ trợ xây dựng được 206 căn nhà đồng đội, tình đồng đội với số tiền trên là 1,2 tỷ đồng và xây dựng 849 căn nhà đại đoàn kết cho các đối tượng là trên 42 tỷ đồng. Mỗi viên gạch được xây nên là tấm lòng tình cảm chân thành của cán bộ chiến sĩ toàn quân với đồng đội và nhân dân còn đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Và đó cũng là những viên gạch xây nên thành lũy niềm tin của nhân dân đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, với bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của nhân dân.